Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của thẩm mỹ viện Dr. Vẫn Bề Người Trời Rẫy. Hôm nay bên mình có chị khách tới và thực hiện phương pháp phun môi nano tan viền collagen. Thì các bạn cùng mình theo dõi hình ảnh của chị trước và sau khi thực hiện nha. Trước khi thực hiện thì về phần môi của chị là nhợt nhạt và tái nha các bạn. Đặc biệt là mình có thể thấy rất rõ là môi của chị khô và hiện rõ cái vùng vân môi nha. Điều này khiến cho gương mặt của chị chưa có sức sống và làm cho môi của chị cảm giác rất là khô nha các bạn. Vì thế mà chị đã đến thẩm mỹ viện bên mình và thực hiện phương pháp phun môi nano tan viền collagen. Thì đây là hình ảnh của chị sau khi vừa mới thực hiện xong nha các bạn. Với phương pháp này thì đã tạo được cho chị một màu sắc môi tự nhiên, hài hòa và phù hợp với gương mặt của mình. Kết hợp với kỹ thuật tan viền thì làm cho gương mặt của chị trông tự nhiên lên rất là nhiều nha các bạn. Chất mực hài hòa tan vào trong lòng môi luôn nha các bạn. Nhìn màu sắc rất là tươi tắn và phù hợp với gương mặt của chị, làm cho mặt của chị có sức sống hơn hẳn nha. Rất đẹp và tự nhiên nha các bạn. Các bạn có thể thấy rất rõ về cận cảnh về chất môi nha. Mềm và tan trong môi của chị luôn nha các bạn. Trước với sau có sự thay đổi rất là nhiều nha. Đó, các bạn có thể thấy ha. Hình ảnh trước và sau có sự thay đổi rất là nhiều. Rất đẹp và tự nhiên nha. Với phương pháp phun môi collagen thì đã hạn chế được những cái tình trạng vân môi khô của chị mà làm cho môi của chị trông mướt thôi nha các bạn. Căng mọng hơn rất là nhiều. Đặc biệt là nhìn rất là tự nhiên nha. Màu sắc tươi tắn hẳn lên. Rất đẹp và tự nhiên. Thì đây là phương pháp phun môi nano tan viền collagen. Các bạn đang theo dõi, ai có nhu cầu có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0905388576 để được gặp bác sĩ Vĩnh qua phẫu thuật thẩm mỹ và mình Trời Rẫy tư vấn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi quay sau.